tham gia quá trình đông máu. Thì đây là một số cái mà chúng ta nói sơ cơ bản nhất chị ha. Rồi bảng nhu cầu năng lượng, các anh chị thuộc bảng này để chúng ta có một bài tập của phần này. Rồi các anh chị nhìn sau nè, nhu cầu một người lớn bình thường chúng ta hàng ngày là 15-35-50% kg. Các anh chị nghe như sau, tôi hỏi nè, nào giờ anh chị nghe nói tới cái kilocalo này chưa anh chị? Ví dụ anh chị ăn một cái bánh, người ta kêu là trong cái bánh này có 90 kilocalo, thì anh chị nhớ như sau nè, kilogram bằng nghĩa với từ calo bằng với từ calories và nó sẽ bằng 1000 calories. Các anh chị nhớ này ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói anh chị như sau nè, nhu cầu một người hàng ngày tùy theo độ tuổi, tùy theo giới và tùy theo cái sức lao động á. Ví dụ như có người cần 2200 kilocalo một ngày, có người cần trên mức này hoặc dưới mức này, nhưng các chị phải nhớ cho mình một con số, đó là 1200 kilocalo. Rồi ai biết con số này là gì không? Không phải là trung bình. Đúng rồi, mức năng lượng chuyển hóa cơ bản là sao? Bây giờ anh chị nằm trong cái môi trường máy lạnh 20 độ C, nằm 24 giờ, anh chị không làm gì hết, nhưng anh chị có thở không? Có bài tiết không? Có chuyển hóa không? Cho nên cái năng lượng này người ta gọi là năng lượng cần cho chuyển hóa cơ bản. Cho nên một ngày các chị không làm gì, chúng ta phải bổ sung cái lượng này rồi. Huống chi các chị càng hoạt động thì buộc cái lượng này phải như thế nào anh chị ha? Tăng lên, được chưa? Rồi, thì cái nhu cầu các chị thấy đó là protein là 15%, lipid là 35%, glucid là 50%, tức là tỷ lệ 15-35-50. Các anh chị đọc cái tỷ lệ là 1:1:4 ngày xưa là sai rồi, không phải là sai nữa mà không phù hợp nữa. Lưu ý nha, còn tỷ lệ mới của chúng ta như thế này. Thứ hai, 1 gram protein nó cho anh chị 4 kcal, 1 gram lipid cho 9 kcal và 1 gram glucid cho 4 kcal. Và nhu cầu chất đạm, các anh chị thấy rằng là đối với đạm động vật chiếm 30% và thực vật chiếm 70%, và chất béo động vật chiếm 60 và chất béo thực vật chiếm 40. Thì qua cái này các anh chị sẽ làm cái bảng tiết chế, không lầm các anh chị mới học xong môn dinh dưỡng đúng không? Tại vì tôi thấy cái môn dinh dưỡng năm trước môn tôi nè, hay lớp cổ truyền ta, à lớp cổ truyền. Bây giờ cái bài tập các anh chị làm đi sau. Nhu cầu của một bạn, rồi chúng ta chỉ xem bài này trước đã, rồi chúng ta sẽ giải đi. Bài tập tiếp theo trong cái phần nhu cầu năng lượng ha. Chưa, làm được không? Rồi các anh chị thuộc cho mình cái bảng đó chưa? 15, 35, 50.